Vâng thưa quý vị, biến chủng Delta khi xuất hiện nó cũng có những cái tốc độ lây lan từ từ như vậy, nhưng sau đó bùng phát và lây lan rất nhanh. Thời điểm hiện tại thì rất nhiều các quốc gia trên thế giới đang phải đau đầu với biến chủng Delta. Khi đó thì chúng ta cũng đã có những cái sự khó khăn và bây giờ lại xuất hiện thêm một biến chủng mới là R1 đẩy cái cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vào những cái chặng đường khó khăn hơn. Tuy nhiên là trong chặng đường đó thì không phải quốc gia nào cũng có được những cái một nền tảng vững chắc để chúng ta có thể chống lại đại dịch này. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã trở thành một trong những chủ đề nóng của các cuộc thảo luận tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 đang được diễn ra tại Mỹ. Đây được xem như là một công cụ dự báo và một hồi chuông cảnh tỉnh cho những vấn đề cấp bách mà thế giới đang phải đối mặt từ sự bất bình đẳng trong việc phân phối vaccine, thảm họa kinh tế, thông tin sai lệch về khoa học dẫn đến sự cô lập xã hội. Đại dịch COVID-19 đã trở thành một thảm họa toàn cầu và đòi hỏi các quốc gia à, có những trách nhiệm cao hơn lúc nào hết. À, tuy nhiên, tại nghị trường của Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ thực sự nóng khi những lãnh đạo các quốc gia châu Phi phát biểu, đây chính là châu lục dường như đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19 khi tại nhiều quốc gia người dân thì thậm chí vẫn chưa nhận được những cái mũi tiêm vaccine đầu tiên. Theo Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, nếu như một số quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ cho phần lớn dân số của họ và đang trên đạt phục hồi trở lại, thì những nước nghèo, việc thiếu vaccine và hệ thống y tế yếu kém đặt ra vấn đề nghiêm trọng. Đây là một cáo trạng đối với nhân loại rằng hơn 82% liều vaccine trên thế giới đã được các nước giàu có mua trong khi chưa đến 1% được chuyển đến các nước có thu nhập thấp. Nếu không giải quyết vấn đề này như là một vấn đề cấp bách thì đại dịch sẽ còn kéo dài và các đột biến mới nguy hiểm hơn của virus sẽ xuất hiện và lây lan. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều thừa nhận tình trạng phân phối vaccine không công bằng đang làm lung lay chiến thắng của các nỗ lực phát triển vaccine thần tốc. Cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX đã bỏ lỡ gần như tất cả các mục tiêu chia sẻ vaccine của mình và đã phải hạ mục tiêu từ cung cấp 2 tỷ liều trên toàn thế giới vào cuối năm nay xuống còn 1 tỷ 400 triệu liều. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ngay cả mục tiêu trên cũng có nguy cơ bị bỏ lỡ khi tới nay mới chỉ có 15% trong tổng số liều vaccine đã cam kết được chuyển giao.